xe bán tải đầu tiên của Hyundai, Santa Cruz được ra mắt, đứa con lai giữa SUV và bán tải chờ ngày về Việt Nam. Hiếm thấy được một mẫu bán tải nào trên thị trường sở hữu vóc dáng năng động hiện đại như Hyundai Santa Cruz. Sau 6 năm chờ đợi, người dùng toàn cầu cuối cùng cũng được tiếp cận với phiên bản thành phẩm của Hyundai Santa Cruz. Kết cấu khung thân, liền khối cùng thiết kế ngoại thất xe có thể nói đều là của hiếm trong làn bán tải toàn cầu hiện nay. Trong đó, yếu tố đầu tiên chủ yếu là vì cấu trúc này chỉ phù hợp với tiêu chí bán tải đô thị của Hyundai Santa Cruz và một số rất ít những dòng tên khác như Honda Relegander. Điều đáng nói là Hyundai không gọi mẫu xe này là xe bán tải. Thay vào đó, hãng gọi mẫu xe này là SAV, Sport Adventure V2. Hyundai Santa Cruz được trang bị tiêu chuẩn động cơ 4 xi lanh 2.5 lít hút khí tự nhiên, công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn đạt 244 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh và sức kéo đạt 1.588 kg. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn động cơ 4 xi lanh 2.5 tăng áp có công suất hơn 275 mã lực và mô men xoắn 420 Nm, hộp số tự động liệp kép 8 cấp, tích hợp lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Phiên bản này cũng được trang bị hệ dẫn động 4 bánh và sức kéo lên tới 2.268 kg. Santa Cruz có thiết kế phần đầu tương tự như Hyundai Tucson 2022, đèn ban ngày dạng LED kết hợp liên lạc với lưới tản nhiệt và rất khó phân biệt, trừ khi chúng được bật sáng. Đèn pha được đặt thấp ở hai góc dưới. Cột A của mẫu bán tải này được làm khá nghiêng, điều này khiến phần đầu xe thêm bóng bẩy. Cột C cũng được thiết kế góc cạnh để tăng tính năng động cho ngoại hình xe. Các đường cắt xẻ gọn gàng tạo nên những mảng cơ bắp trên thân xe. Điểm đáng chú ý nằm ở phía sau, chiếc Santa Cruz có một thùng hàng dài tới 132,3 cm. Bên dưới sàn còn có thêm một cốp nhỏ. Các bậc thang được bố trí hai bên mép cản giúp việc leo lên thùng hàng dễ dàng hơn. Hyundai cũng hứa hẹn cung cấp các gói phụ kiện mở rộng thùng hàng. Một trong số đó là nắp thùng có thể mở rộng giúp tăng khả năng chở đầu. Bên trong cabin, mẫu bán tải này có màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, còn có tùy chọn màn hình 10 inch, cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số. Hàng ghế sau có thể gập lại, bên dưới có một ngăn chứa hành lý. Những trang bị an toàn tiêu chuẩn có trên Hyundai Santa Cruz gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ và xe đạp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung. Bên cạnh đó, xe còn có tùy chọn kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, tránh va chạm sau, camera giám sát điểm mù, hỗ trợ thoát hiểm an toàn và camera 360 độ. Hyundai sẽ bắt đầu sản xuất chiếc bán tải đầu tiên của hãng tại nhà máy Montgomery, Alabama, Mỹ vào tháng 6 năm nay và chính thức bán ra cuối mùa hè. Giá bán sẽ được công bố gần thời điểm xe được bán. Chúng ta cùng hy vọng Hyundai Santa Cruz sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để bổ sung thêm vào thị trường xe bán tải đang rất khốc liệt.